Xin dịch với cả các bạn, chúng ta đang rất gần với cuộc thi đối vui giáo lý ngành nghĩa năm học 2015-2016 với chủ đề Đường lên nước trời. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là các đội đã chuẩn bị đến đâu rồi nhé. Xin chào các bạn, mình đến từ đội Nghĩa Một Nam và chúng mình lấy tên đội là Pharaoh. Và khẩu hiệu của đội chúng mình là vì yêu, vì thánh Pharaoh là một vị thánh tự đạo, vì yêu thương Chúa nên chúng mình lấy khẩu hiệu là vì yêu. Mình là đội trưởng, tên là Đa Minh Vũ Đình Hào và đây là người kế tiếp. Mình là Giuse Vũ La Hùng. Mình là Martin Nguyễn Đức Thành. Mình là Giuse Nguyễn Thành Trung. Mình là Giuse Chó Hải Anh. Tụi em là đội Pharaoh Tự. Đây là một vị thánh tự đại Việt Nam. Và ông là một vị thánh mà không phản đối Chúa. Là một ví dụ điển hình là ông không bước thánh giá Chúa khi mà các quan ngày xưa bắt ông phải bước qua thánh giá Chúa. Và ông được phong thiên phước vào ngày 27 tháng 9 năm 1900 bị đức giáo hoàng Leo thứ 13. Và em lấy tên đội này để cho đội em là có sự nhiệt huyết, nhiệt thành đối với công việc, đối với nhà thờ, nhà tu, nhà nguyện, nhà dòng. Và nói chung là công việc đối với Chúa. Phê Tư Nhiệt Thai. Xin chào tất cả các anh chị Hinh Chữ và các bạn thiếu nhi thân mến. Đội chúng em tên là Đa Minh Khảm. Tại sao tên đội chúng mình là Đa Minh Khảm? Bởi vì trong đợt trại nghĩa sĩ vừa rồi thì chúng mình đã được hạng nhất. Bởi thế chúng mình muốn mang tinh thần này đến với cuộc thi đấu vui này để chúng mình có thể đạt hạng nhất một lần nữa. Các bạn nhớ ủng hộ đội mình nha. Đa Minh Khảm chiến thắng. Nghĩa Hai Nữ. Xin chào các bạn. Hôm nay đến với cuộc thi này, chúng mình lấy tên đội là Pharaoh Lực. Với mong muốn là tìm hiểu thêm về giáo lý và phong trào, các bạn hãy đến và cổ vũ cho đội mình nhé. Pharaoh Lực chiến thắng! Pharaoh Lực chiến thắng! Pharaoh Lực chiến thắng! Yeah! Xin chào các bạn. Mình là Nguyễn Long Phúc, mình đến từ chi đoàn Nghĩa Ba Nam. Đội mình là đội Du Xe Cảnh. Đội mình bao gồm một số thành viên như sau, chính là bạn Nguyễn Minh Chiến. Xin mời. Kế tiếp là bạn Nguyễn Hoàng Gia Luân. Xin mời. Kế tiếp là bạn Lê Bùi Quang Long. Xin mời. Và bạn cuối cùng, bạn Vũ Mạnh Trương. Rồi. Xin mời các bạn hãy đến cùng đến xem đội mình, để xem đội mình khí thế như thế nào. Du sẽ cản kêu hát. Em xin kính chào mấy anh chị đã đến với chi đoàn Nghĩa Một Nữ. Đội em tên là Phao Lô Hạnh. Em tên là Maria Vũ Ngọc Yến Nhi. Xin giới thiệu các thành viên. Bạn. Em là Maria Nguyễn Nam Phương. Em Anna Nguyễn Ngọc Anh Thư. Em tên là Sa Đàn Nguyễn Tường Văn. Em Maria Nguyễn Thị Bích Chi. Và đội em đến đây với một tinh thần bắt chiến, bắt thắng. Phao Lô Hạnh mạnh mẽ. Yeah. Vậy là chúng ta đã thấy được các đội chuẩn bị đến đâu rồi phải không các bạn? Vậy thì các bạn ơi, chúng ta hãy cùng đến và cổ vũ cho các đội mà các bạn yêu mến nhé. Hẹn gặp các bạn vào ngày thi đấu vui ngành nghĩa diễn ra vào tối thứ 3, ngày 9 tháng 8. Xin chào và hẹn gặp lại.